là mình coi có mấy cái miếng da mình cắt cho người ta ha. Cắt mấy cái da này nó dư này, da mình bào nó dư cái miếng da này. Cắt mấy cái miếng da này cho họ. Khi mấy miếng da này mình không cắt nó sẽ bị lít á, nó hở, nó bị dướng bột á, cho nên mình phải cắt mấy cái miếng da đó, mấy cái miếng da dư này, thấy không? Ok, bây giờ mình gián tiếp ha, mình chỉ cho chị em gián tiếp. Tiếp là mình để cái tay người ta thẳng lên, đó, thẳng cái tay mình song song là dưới cái lỗ mũi, song song mũi của mình, số 8 ha. Cái tiếp đó thường thường mình dán á, nó có cái đường lằn thiếp ở đây nè, mình dán một nửa thôi, đè cái đầu nó xuống thôi cho nó thẳng, số 4 thôi. Đè cái đầu nó xuống cho nó thẳng. Số 3, tay mấy người này nó bự, móng tay nó bự, mình phải dán. Số 4, dán tiếp rồi có thế nữa nha, dán tiếp là phải đỡ tiếp nha. Là số 1, là số đỡ cái tiếp làm sao, có nghĩa là khi mình nhỏ cái lưu lên đúng không, nhỏ cái lưu lên nè. Cho mình nè, ba ngón này mình đỡ nè, còn hai ngón này mình đưa ra để mình đỡ cái bàn tay nè, đó, rồi mình đè nó mới ngay được, mình đè nó xuống, đó, xong rồi đó, nó mới chỉnh được, nè, số 8 nè, nè, thấy không, lúc mà tình yêu cũng đỡ cái tay nè, dán đè cái đầu nó xuống nè, chứ, tiếp là mình phải dán. Nè, đỡ xuống nè. Để cái đầu xuống nè. Bóp hai cái đầu thiếp vô cũng được, cho nó chắc, cho nó sát. Đè xuống, dán cho nó ngay. Lúc nào cái tay của mình phải đỡ cái tip của mình, đỡ cái bàn tay ở dưới, là phải có điểm tựa, làm móng dán móng cũng phải có điểm tựa mới dán cho nó kỹ, chứ không thay cái tay mình nó rung 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 rồi mình dán không có đẹp. Rồi bây giờ mình cắt tip ha. Thấy tip tình yêu xếp không, ngay nè, đó, mình dán tip, mình ấy tip á, mình phải lùa cái thiếp nằm ngang nè, đó, nó nhiều hơn, bỏ nó nhiều hơn.
rồi thì giờ mình cắt hai lon kim. Dứt. Là mình cắt tiếp nè. Đó, mình cắt tiếp rồi mình đo. Mình đo ví dụ như mình lỡ mình cắt cái ngón út trước rồi mình quay lại như vậy mình đo. Mình đo như vậy thì nó sẽ đều hơn. Đó, nó sẽ đều. Xong rồi mình mới quay qua mình cắt tiếp tục cái ngón này nó dài hơn. Rồi xong mình co lại nè, co lại. Đó, co lại như vậy thì cái này nó dài hơn rồi mình cắt bỏ đi. Đó. Cắt bên đây dài hơn nè. Mình đo lại, mình lui cái ngón tay này lại đo bằng cái cuticle. Đó, cái cuticle mà nó bằng nhau thì nó sẽ bằng nhau. Đó, nó bằng nhau nữa không? Ngón cái thì mình nhìn vô đó mình cắt, mình nhắm vô mình cắt thôi. Rồi mình mới lấy cái bàn tay bên đây mình mới làm chuẩn được. Cắt dài hơn, cắt cho nó dài hơn. Thấy không? Đó. Rồi mình mới lấy cái bàn tay bên đây mình đo nè, đó, về mới là đo móng nè. Đo móng là đo 10 móng như nhau. Cái này là tình yêu chỉ nhiều lắm rồi, chỉ cái này. Rồi xong rồi mình lấy cái dũa nè, mình dũa lại cái xếp cho nó đẹp trước khi mình đắp móng, mình dũa lại cái xếp nè, banh cái thịt dũa lại cho nó ngay đó. Tí xíu mình làm móng nó thẳng hơn, nó không có bị dư ra ngoài. Thấy chưa, dũa lại nó có mấy cái lưu bên đây nè, mình lấy nó ra mình dũa nó lại nè. Đó, dũa lại cho nó ngay. Tí xíu mình làm nó ngay, nó không cần phải bè ra. Anh chị em làm móng hay bị bè đó, anh chị em dũa trước, dũa mấy cái cạnh bên đây nè, đó, dũa mấy cái cạnh này. Cái thiếp nó bị cong á, cái cong cho nên cái móng nó bự hơn. Nó dũa lại cho nó ngay. Cắt vô mà đòi cái kiểu này á, dễ làm lắm. Anh chị em học học cái này thấy dễ lắm, rất là dễ. Thấy nó bự không? Thấy cái đầu nó bự không? Mình dũa nó vô, tém vô để cho mình ăn gian. Mình gọi là mình ăn gian cái đầu chip để mình làm cho nó gọn. Trong thời hồi mình đắp bột lên nó bè ra, mình phải dũa vô lại cực lắm. Nó dày lên nó dũa cực, còn nó mỏng, thiếp nó mỏng là mình dũa nó dễ. Ok, đó. Rồi mình chạy rồi, mình lấy cái thiếp mình chạy cái lằn. Mình để nè, để cái đầu ngay cái thiếp nè. Đó, mình chạy qua một cái, xí. Thấy chưa? Chạy qua một cái. Nhớ là để cái đầu ngay cái đây nha, để ngay đây nè. Mình muốn cái đầu dũa giấy của mình á. Mình muốn cái đầu dũa giấy của mình mà nó không bị đau á. Nè, cái tay của mình rờ vô nè, đó, rờ vô mà nó chặn đứng được cái máy nè, chặn đứng cái máy đứng lại nè, là nó không có bị đau. Nè, nó cái tốc độ của nó không có đủ mạnh để nó phá được, nhưng mà nó không có có mạnh để nó làm cho nóng tay khách. Thấy chưa? Đây là những cái kinh nghiệm ít cái ai chỉ mình. Mấy cái này nè, cái đầu dũa giấy anh chị em mở lớn là nó sẽ nóng. Mở vừa vừa thôi, đủ độ phá thôi. Thấy không? Rồi xong rồi. Giờ mình sẽ sức phủi bụi xuống nè, rồi mình sức lại mờ ha.
Sức lai mờ, ok. Đây, lai mờ nào cũng được hết á, không cần phải lai mờ xịn, lai mờ hiệu gì chứ. Sức nè, sức chấm nè, 1, 2. Mình sức một cái, mình sức 5 ngón, thấy không? Sức một cái nè, nó vô 5 ngón nè, 1. Thấy không, thấy tình yêu sức không? Ít đừng có cho nó lan ra ngoài. Tự động cái kia, tự động cái lai mờ nó sẽ lan ra. You don't want to ping, right? You want to... Yes. Okay. Mình sẽ lấy cái bột natural mình đắp cho người ta Đây là màu trắng với màu đen. Okay. Trắng với đen. Mình thì mình dùng ba cái miếng này mình cắt nè, đó, ba miếng này mình cắt. Giờ mình làm ha. Nè, màu trắng thì mình làm cho nó cao lên. Mình dùng cái miếng đó mình cắt luôn á. Mình thấm xuống cho nó ráo nè. Thấm xuống cho nó ráo nè. Đó. Mình bỏ lên nửa móng nè. Mình đắp cho nó dày nè, cho nó dày nè. Rồi mình chỉnh đốn lại, mình chỉnh đốn lại nè, cho nó thẳng nè, thấy cái thiếp nó thẳng không? Rồi mình cắt ha. Số 4 nó có từng cái số nè, nó có từng cái số nè, mình nhìn vô biết là số 4. Cắt nó nè, nhúng cái này vô ly quịch, nhúng cái này vô ly quịch cắt nè. Mình lưu về phương của mình là cho nó cong nè, nó cong rồi. Mình lấy nó ra nè, đó, lấy nó ra. See? Xong rồi mình clean nó cái đi, đó, clean cho nó sạch một cái. Sơ thôi. Rồi mình lấy cái miếng này luôn. Mình lấy cái miếng này luôn nè, mình cắt nè, nhúng xuống nè, mình cắt nè. Cắt từ bên đây qua bên đây. Đó, mình lấy nó ra. Đó, mình lấy cái thiếp màu trắng ra nè, thấy chưa? Thấy rõ không? Đó, anh chị em thấy không? Xong rồi mình cắt tiếp tục. Đó, mình cắt cái màu trắng trước. Can you do the white on the end? The black on the, like the black and then the white on the end? You want a black first or want Yes. a black bottom? Yeah, I want the white on the end. Or you want to add white on the end and black on the top? Yes. Okay, I take it off that. Sorry. You tell me you want the là giờ người ta muốn cái Yeah, I màu had it both ways. màu màu đen trước, màu trắng sau. Ok, giờ mình làm cái màu đen trước nè. Giờ lỡ lấy cái này ra, đó. Giờ lỡ mà nó chạy giờ mình chạy ra, mình chạy cái móng ra nè. Okay. You want black first, right? Yes. Okay. But it looks like almost a white too. Okay. No problem. Đó, giờ người ta làm cái màu muốn cái màu đen trước. Ok, muốn cái màu đen trước thì mình làm cái màu đen trước. Nãy mình hỏi mình tưởng là nó muốn cái màu đen ở dưới. À nhờ nó cái màu đen nó muốn ở trên, cái màu trắng ở dưới.
đó, vỗ lại. Xong rồi giờ mình làm, rồi mình dẹp cái màu trắng ra một bên, mình làm màu trai màu đen trước. Màu đen nè, màu đen nè, thấm xuống nè, cho nó ráo nè, bỏ lên nè. Cho bột nó ráo, đừng có gấp. Sáng sớm làm gì rung dữ không biết. Chắc chưa uống cà phê quá. Nhớ cái màu đen mình làm cho nó gọn chứ thôi nó dơ nghe không. Làm cái màu đen mình làm cho nó gọn. Làm cho nó gọn. Nó chưa có đủ dày thì mình cho nó một miếng nữa nè. Cho nó một miếng cho nó an toàn. Chùi nè, cho nó sạch, nó quét hai bên cho nó sạch. Làm hai ngón một lúc cũng được. Đây, hai ngón. Cắt một lúc hai ngón luôn. Thí dụ như bây giờ mình làm mà mình cảm thấy mình cắt cái màu đen á, mà cắt cái màu đen bên đây nhiều quá thì mình làm bên đây thôi, mình khỏi làm bên đó cho đỡ mất công. Em nào nãy là mình chỉ cho anh chị em nào mà chưa có rành á thì mình cắt một bên thôi, thấy không? Thấy một mấy thấy tình yêu làm một bên không? Bỏ lên miếng nữa cho nó chắc ăn nè. Tại cái miếng này mình cắt bỏ mình không có quan trọng đó, mình chỉ quan trọng cái bên nào mình giữ lại thôi. Đó, bây giờ mình cắt nè. Số 4 nè, mình lò số 4 nè. Ok, chùi vô nè, cắt nè. Xong mình chùi nè, mình chùi nè. Chùi cho nó sạch nè, đó, chùi cho nó sạch thấy chưa? Clean cho nó sạch nè, đó. Xong rồi mình cắt cái màu đen nè, vặn lấy cái tip số 4 nè. Nhúng vô nè, chùi cho nó sạch nè. Đó, coi chừng nó dính cái cạnh nè, cái cạnh nãy mình cắt á. Dính nè, mình cắt nè. Đó, giờ mình cắt từ bên đây qua bên đây. Lấy cái màu đen ra, đó. Thấy chưa? Lấy cái màu đen ra, đó. Mình canh mình cắt làm sao cho nó ra, đó. Cái này dư mình lấy nó ra. Thấy chưa? À. Mình dùng cái miếng này mình cắt luôn ha. Anh chị em có thể dùng cái miếng này anh chị em cắt luôn. Rồi, cắt bên đây. Đó. Nhớ nè, xong rồi lấy cái đồ cái cọ nè, nhúng miếng nước nè, chùi nè. Chùi là nó ra hết. Nhúng cái màu đen nè, chùi là nó ra hết. Rồi xong rồi giờ vẫn lấy tiếp tục, vẫn lấy cái miếng nó cắt tiếp. Cái tay mình nhớ để cái móng ở dưới nha, chứ không thôi nó xiên xiên xèo xèo là không được. Nhớ nhớ lấy cái góc này ra nè, đó, cái góc này lấy ra nè, đó.
Thấy không? Số 4 là số 4 mà. Nhúng cái nước cho nó ráo ráo chút rồi mình cắt. Ok. Nè, chùi cho nó sạch nè. Đó, chùi nó sạch nè. Đó, chùi rồi. Thấy nó sạch không? Đó, nó sạch xong rồi mình lấy cái, mình vẫn lấy cái miếng đó mình cắt tiếp nè. Đó. Nhớ lấy cái miếng màu đen bên cái góc ra, cái miếng màu đen bên cái góc này nè, nó quan trọng lắm á. Tí xíu mình bỏ lên nó sẽ bị dướng cái đó, nó đen thui không đẹp. Nhớ phải lấy ra, đó, lấy cái màu đen này ra. Nè cái góc này nè, lấy cái ngón tay mình lấy ra, đừng có sợ. Sợ gì dơ tay, đúng không? Thấy không? Cắt nè. Đúng. Cái này mình làm từ từ ha, không có càng gấp được, cái này không có làm gấp được, mình cắt bột mà đâu có gấp được. Rồi. Mình cho nó dư cái này cũng không sao. Ok. Số 7. Số 7 nè, phải số 7 không? Thấy nó dính không? Nó dính không? Không sao hết đâu. Nhúng miếng nước liquid nè. Chùi nè. Đó, chùi là nó ra hết. Thấy chùi nó ra không? Ừ. Chùi nó ra nè đó. À, chùi nó ra hết xong rồi mình lấy cái số đó mình cắt tiếp tục nè. Xong.
Bên đây cũng vậy. Cho bột nó ráo chút xíu rồi mình làm cho nó dễ ha. Đó, cho nó ráo, nhớ là cho nó ráo nha. Lấy bột ra, lỡ mình lấy nhiều quá thì mình lấy nó ra bớt. Rồi giờ mình cắt ha. Số 1 nè, thấy số 1 không? Nhìn vô đó, mình nhìn vô cái thiếp mình biết được cái số mấy nè. Nhúng cái này vô lấy ly quịch nè, nhúng cái vô ly quịch cắt nè. Xong rồi mình chùi nè, thấy nó chùi, thấy nó dơ không? Chùi cái nó ra nè, đó. Chùi màu đen nó ra nè, đó, nhấp 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 nó. Chùi nó ra, đó. Chùi cho nó ra. Thấy chưa? Đó. Xong rồi lấy cái miếng này cắt luôn, đó. Lấy cái miếng này cắt. Mình quên rồi. Black tip today. Black tip and white. White. She want a white and black. Chìa khóa một cà phê. Chìa khóa xe. Mở máy lạnh đi, mở máy lạnh lên. Mà nhớ lấy con tay là lấy góc gà ra đó. Rồi nhớ một điều nữa nè, anh chị em nhớ một điều nữa nha, nhớ một điều nữa là quan trọng nhất là cái gì? Rồi xong bây giờ ví dụ như bên này, bên nãy mình cắt bên này đúng không, mình cắt cái hướng bên này thì bên này mình phải cắt ngược lại, nó phải ngược lại nha, chứ không có trùng một hướng được đó, nhớ là vậy. Cái này đâu có thể nào làm lẹ được em. Bây giờ em muốn ngủ mấy giấc thì em ngủ thôi. Chứ giờ bộ tay này em làm nhanh bằng cách nào đó, em muốn làm nhanh thì chỉ có làm đơn giản thì nó mới nhanh được thôi, chứ còn cái này nó khó khăn quá mà. Đúng không? Không có rồi. Giờ mà em ngủ 8 giấc cũng đâu có sao đâu. Bây giờ cái bộ tay này mà muốn làm nhanh cũng hơi khó. Anh làm vậy là nhanh lắm rồi đó. Anh làm như vậy là quá nhanh luôn rồi đó. Cái này là làm chia sẻ cho những người nào mà ví dụ như không cắt vô nó muốn đòi mấy cái này thì mình cần biết cách mình làm thôi, không cần phải dùng mấy cái khác để cắt. Còn cái này chỉ cần một cái đồ cắt này thôi là anh chị em có thể cắt được 2-3 loại rồi, đúng không? Cái này nó đòi hỏi lắm mọi người, cái này nó đòi hỏi anh chị em phải phải biết cách làm. Nói chung là cái gì mình chia sẻ được cho anh chị em là mình chia sẻ thôi. Khi mình cắt cái màu đen thấy không, nó dơ không, nhúng tí xíu ly quịch nè, đó ly quịch nè, chùi nó ra nè. Anh chị em nhớ là cục bột nó phải hơi ướt ướt á, mình chùi nó ra dễ lắm, thấy không anh chị em? Thấy không, thấy tình yêu làm không đó, anh chị em thấy không, chùi nó ra liền à. Nhớ là cái ly quịch đừng có để cho nó lên da người ta nha. Đó. Xong rồi giờ mình thấy nó sạch không? Rồi mình quay qua hướng này nè, mình đỡ cái tay ở dưới nè, mình cắt nè.
Cắt nào. Mấy cái này mà anh chị em mà làm nhanh, anh chị em nào mà làm nhanh theo được sao làm nhanh. Bây giờ lấy ra nè, lấy cái bột ra nè. Đó, tí xíu nữa là mình còn bỏ cái màu white lên nữa, đâu có đơn giản như mọi người nghĩ đâu. Nói chung là cái này nó đòi hỏi lắm, đòi hỏi cái kỹ thuật mình phải có. Đó. Thường thường anh chị em chị em làm cái pin trước đúng không? Anh chị em làm cái pin trước đúng không? Còn tình yêu làm cái mở cái tip trước. Lo nói bỏ cục màu đen lên tới tính lắp bộ phun xét luôn. Không, già rồi quên trước quên sau hết. Đó. Già rồi mà quên trước quên sau mà thấy gái thì không bao giờ quên. Ngộ đời vậy ta. Đời sao bất công quá. Rồi, tiếp cắt tiếp nè. Nhớ lấy cái quịch chùi trước, chùi cho nó ra nè. Chùi, đó, chùi nè. Mấy dân mà làm nail á, toàn là hả, anh nói, mình nói thiệt luôn, những người mà làm nail mà vô cái gì có muốn mì ăn liền không mà. Mì ăn liền xong rồi á, mì ăn liền xong rồi anh chị em biết sao không? Tới hồi khách vô mấy cái kiểu này chứ, đi qua tiệm khác làm đi, tiệm này không ai biết làm hết. Đó, nó cứ vậy không, không khá nổi. Toàn là vô là muốn xơi liền không, cái gì cũng muốn ăn liền không, không có giờ muốn làm mấy cái khó, còn là muốn ăn cái dễ không à. Đó là hồi lúc mà khách vô cái không biết làm, không biết làm xong cái người ta qua tiệm khác làm cái đầu khách ngồi đưa cái mỏ ra không, rồi đó không có khách làm cái ô sao tiệm mình vắng quá vậy ta, tại vì nó chạy qua tiệm bên kia hết đó, nó chạy qua mấy cái tiệm bên kia hết rồi sao sao ấy được. Xong rồi cái đầu họ đi đầu xách xe đi chạy vòng vòng, xách xe đi chạy vòng vòng làm gì biết không, đi coi thử cái tiệm bên kia nó có đông khách không. Ai nhờ tiệm bên kia nó đông khách, tại nó đông khách là tại vì sao, tại vì nó biết làm cái gì nó cũng làm hết, còn mình thì cái gì cũng đòi ăn mì ăn liền. Mì ăn liền thì có những cái do khách nó không không làm thì ngồi đó ngó thôi chứ làm gì giờ. Nói chung á, làm nail là cái gì cũng phải làm hết, dù có lâu hay có chậm, có mau hay có gì cũng phải làm hết đúng không, cái gì mình cũng phải lo làm hết á, chứ mình không có trừ cái nào hết á. Khách vô muốn cái gì là chiều cái đó hết, thì nó tiệm khách mình không bao giờ bỏ chạy được. Rồi vuốt này, đợi bột nó ráo xong mình vuốt xuống này, đó vuốt xuống một góc thôi, một cạnh thôi cũng được đúng rồi. Mình căng cái tip nè, mình căng ngay cái mép nè, anh chị em thấy hai cái mép không, tình yêu làm ngay hai cái mép không, đó là nó sẽ đều với nhau. Cắt số 4. Đúng rồi, cái gì mà cái chi mà có tiền là mình cứ làm hết, không có chừa cái gì hết á. Anh chị em thấy tình yêu cắt ngay cái mép không? Đó, lấy cái bột dư ra, cái bột này nó còn dính lại là thấy lấy ly quịch chùi liền chứ để cho nó không dính. Đó, chùi là nó ra hết. Thấy chùi không, chùi nhẹ 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 nhẹ, nó lấy cái đầu cọ nè, luồn xuống nè, đó nó ra hết rồi. Nhớ là phải còn ướt xong rồi quay qua cắt cái này đó.
nhớ lấy cái bột ra để hồi nó dính dơ ồn mà. Đó, nhớ lấy cái này ra nè, đó, lấy cái này lấy ra nha, nhớ như lấy ra. Thọt cái tay vô lấy cái đầu móng lấy ra đi cho nó chắc, tại nó dính rồi mình cắt không có ra. Mình lấy không có ra cho nên mình phải lấy ra. Ừ. Em thấy anh cắt bên cao bên thấp rồi. Bên cao bên thấp là làm sao? Đâu có bên cao bên thấp đâu. Sao giống nhau được? Sao giống nhau bên cao bên thấp đâu? Sao bên cao bên thấp được? Em nhìn sao mà bên cao bên thấp? Em nhìn sao mà bên cao bên thấp? Trời ơi, anh cắt mà anh cắt mà anh mà cắt mà bên cao bên thấp gì? Anh cần kỹ lắm chứ. Em bỏ cục bột lên cao em cắt làm sao mà nó không đều được. Mấy người phá tôi hoài. Mấy người soi quá. Soi mà phải soi cho đúng. Đó. Cộng lông mà nó còn soi ra được mà không chi là hả, bởi vậy khổ lắm, làm lai cũng khổ lắm, làm lai là phải làm cho chuẩn chứ không thôi lên giang hồ soi dữ lắm, soi còn hơn là kính hiển vi nữa. Soi má ơi soi luôn. Ngón giữa nào em, ngón giữa nào mà bên cao bên thấp, nhìn về mà bên cao bên thấp gì em? Thường thường mình cắt á, nó hay chạy xuống dưới á. Nó hay chạy xuống dưới này nè, đó mình lấy nó lên nha không. Từ hồi mình còn không nữa thì tí xíu mình vuốt cũng được. Tí xíu mình vuốt cũng được. Nhớ clean cái màu đen này ra nè, clean nó ra. Tí xíu nữa nó không có dính. Anh chị nói chung anh chị em á, thường thường mà mấy người mà người ta thương mình á, người ta nói thương á, thương nhau trái ấu cũng tròn, thấy không, ghét nhau trái bồ hòn nó cũng méo. Bây giờ tình yêu làm cái gì người ta không thích người ta cũng kêu là xấu hết trơn, giờ biết làm sao giờ, thôi kệ, bây giờ nó muốn méo thì cho nó méo, muốn tròn thì cho nó tròn muốn bằng thì cho nó bằng, không biết đâu mà mò hết rồi. Anh mò cũng kỹ lắm rồi chứ, anh mò còn hơn mò gì nữa đó. Rồi số 1 nha, số 1 nè, nhớ số 1 nha, số 1 nè. Mình cắt móng là mình phải nhớ, nhớ từng cái móng của mình. Đó. Xong mình nhớ lấy cái đồ clean ra trước, clean cái này nè, clean cái này ra trước. Ừ. Cái phần này nó quan trọng lắm, mình nhớ đừng cho nó dính bột lên trên đây, tí xíu mình bỏ bột liu lên nó không có bị dính. Hiểu không? Chứ không thôi là nó dính.
Anh chị em thấy gì cho nó khó lắm chứ không phải dễ đâu anh chị em. Đừng có tưởng dễ ăn. Cái này là tình yêu chia sẻ cho mọi người cái. Mấy cái này là mấy cái thực tế khi mình làm cho tiệm á. Còn mấy cái design ở tiệm hiếm lắm mọi người. Thật sự ra đa phần là những người ta thích vô làm mấy cái này nè. Mấy cái này gọi là cái lash nail á. Rồi bây giờ xong rồi, bây giờ mình đắp cái màu trắng lên ha. Cái màu trắng thì mình phải làm sao? Mình phải quay cái tờ giấy lại nè cho nó sạch nè đó, trước khi mình làm nó mình chùi cái màu đen cho nó, cái cọ của mình nó dính màu đen mình chùi cho nó sạch đó. Cái này khó chứ không phải dễ ăn đâu nha mọi người, đừng có tưởng dễ ăn ha. Rồi bây giờ đắp màu trắng lên nè. Đắp màu trắng lên nè, thấm cho nó ráo nè, ok, thấm cho nó khô nè, bỏ lên nè. Và mày vuốt xuống nè, vuốt cái màu trắng xuống nè. Trắng phải ém vô nha, ém vô nha, ém cái màu trắng vô cho hồi nó dày một cái, nó bự một cái là xong luôn á đó. Đó ém vô, ém cái màu trắng nè đó, thấy chưa? Cho cái màu trắng nó dày đi, cho cái màu trắng nó dày tí xíu mình vuỗ nó xuống cũng không sao, ok, nhớ là như vậy. Cái màu trắng là phải cho nó dày, đừng có cho nó mỏng. Mỏng là tí xíu mình nó mỏng là mình nó vuỗ nó mỏng hơn cái màu đen không, nó nguy hiểm lắm. Mình cho nó dày hơn cái màu đen cũng không sao, tí xíu mình vuỗ nó ra thôi, nhớ không? Đó, cái màu màu trắng là phải cho nó dày chút. Nhớ là ém vô hai bên nè, đó ém vô. Nói chung là khách hàng mà. Khách hàng nó hay đòi hỏi lắm. Nó đòi hỏi cái này, nó đòi hỏi cái kia, mình cứ việc phải làm thôi. Chứ giờ mình đâu có thể nào mình từ chối được, đúng không? Nhưng mà cái nghề của mình nó không thể nào từ chối. Trừ khi mình không biết làm thôi, chứ còn biết làm là phải làm hết, cái gì tình yêu cũng làm hết á, à, nhiều khi cái gì cũng làm hết á. Đó. Ước gì Việt Nam cỡ 10 bán bột của anh chị. Việt Nam cũng có nhiều người bán mà ta, Việt Nam cũng có nhiều người bán lắm em. Đâu có ai không có, bên Việt Nam có nhiều người bán lắm mà. Khi mình đẩy lên cao xong mình kéo nó xuống mà, mình nghiêng cái ngón tay người ta qua nè, nghiêng qua nè, đó, nghiêng qua nè. Bảo đảm là anh chị em là cái bột nó không bao giờ nó dễ nó chạy ra ngoài. Rồi lấy là cắt bột mà cắt ra nè đó, lấy cục bột dư ra nè. Như vậy là nó dày tí xíu mình vuỗ nó văng ra là nó đều nhau hết. Đúng.
Ok, bây giờ mình đắp bên đây cũng vậy ha. Tắm cho nó ráo. Tắm cho nó ráo. Điều bột giống như điều đào hả? Mới có đào lâu diều cha phá hoài. Cái miệng thì nói hay vậy đó. Chứ mà dở ẹt à. Anh mà điều bột giống như điều đào, đào nó theo anh rồi. Đúng không? Khi mình ấy xong mình đập đập nó xuống rồi, đó, đập rồi xong mình đưa nó vô. Nếu là đưa cục bột thôi nó thẳng ra phải không? Tình yêu mà làm mấy cái này cũng hơi lẹ đó, so như vậy là quá lẹ luôn á chị em. Mấy cái này thấy gì cho nó khó, tỉ mỉ từng cái một. Không biết nữa. Ở đâu? Bên em bị nghỉ ha, thôi này, bên em bị nghỉ làm hả? Chưa có mở cửa em. Bên Canada thì nghỉ lâu vậy? Nghỉ lâu vậy, tiền lấy đi tiền xài. Đã. Nghỉ lâu quá lấy tiền đâu tiền xài thôi này. Qua qua anh làm đi, bay qua đây làm đi. Qua 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 sư phụ làm đi thôi nè, qua anh làm đi, qua Mỹ làm neo đi cưng. Ở Canada chi chán mà không có việc làm, qua Mỹ việc làm đầy nhóc ở chân. Thấy tình yêu làm không? Đưa cục bột vô không? Đưa kéo từ trên đây kéo xuống nè, đó, cho nó thẳng, đó, cho nó thẳng nè, thấy chưa? Cái này dư là mình lấy ra thôi, nó bột nó ráo là mình cứ đè vô là nó gãy. Đè vô là nó gãy là mình lấy ra thôi, chứ mình không cần phải vuốt nhiều, không cần phải chỉnh nhiều. Đó, đẩy vô nè, đó, đẩy vô là ém vô cho nó ấy, tí xíu mà lỡ nó có dày ở dưới, mình lấy cái đầu dũa mình dũa nó ra, hiểu không? Cho nó lẹ. Cho anh chị em mà ngồi cứ khều khều móc móc khều khều lâu lắm đó, bỏ lên xong rồi tí xíu mà nó dư ra mình lấy cái đầu dũa mình dũa nó lẹ hơn, hiểu không? Dạ tên Kiều sư phụ à. Nói chơi thôi, qua có được đâu, qua được là qua rồi đúng không? Nếu mà qua được là thôi lì qua rồi, đâu cần phải giờ này năn nỉ mới qua đâu. Hello chị Kim, chị Lợi, khỏe không chị Lợi? Long time no see. Trời ơi, hôm nay toàn là mấy cao thủ Canada vô coi không á. Rồi bây giờ mình sẽ đắp cái màu phiên cho mọi người coi ha. Ok, giờ mình quay cái tờ giấy lại. Đó, mình tiết kiệm giấy thì mình quay giấy lại. Đó, bây giờ cái cục này quan trọng nè. Đây, cái cục này quan trọng nè, đó, bây giờ mình làm nè. Mình lấy một cục này mình đắp nè. Thấm xuống cho nó ráo nè, thấy không? Thấy không? Bỏ lên nè. Tình yêu làm này lẹ lắm, cái này chưa được mấy phút nữa là xong xong cái này rồi. Đưa tới đây nè, đó, đưa xuống nè, đưa ngay tới đây thôi.
hồi nó dày, anh chị em đắp chị cho nó dày đó, đập 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 nó xong rồi kéo nhẹ nó xuống đó, kéo nhẹ nó xuống đó, đập 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 nó nè đó, cho nó đẹp nè đó, đập đập tí xíu mình vuỗ sơ là nó ra luôn, thấy không anh em, thấy không đó là nó ra luôn, nên nó không có ấy nữa. Thấy không? Ừ. Lẹ lắm. Bỏ lên nè. Nguyên cái tay nè, đập 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 nè, đập cho nó chạy vô cái lằn nè, đó, đập cho nó chạy vô cái chỗ cái khe đó đó. Đập đập kéo nhẹ nó nè, đó, kéo nhẹ nó một cái xong rồi nó nằm ở trên đó thôi chứ nó không có đi xuống dưới. Cho nên nó không có dày. Đó. Có tướng nào có không? Thấy lẹ không? Lẹ cực kỳ luôn. Trời ơi, thiếp 100 đồng gì, thiếp cầu cho có 5 đồng là vui rồi, 5 đồng mua gói thuốc hút được rồi. Cầu cho nó có cho 5 đồng thôi, thương tình thì cho 10 đồng cũng được. Nhưng mà thường thường cô khách này hay cho mình 10 đồng. Ừ. Có nhiều khi nó buồn buồn, nó không cho đồng nào thấy mẹ. Nhưng có nhiều khi nó buồn buồn, nó không cho mình đồng nào, cũng phải chịu thôi. Làm nghề của mình mà. Có thì càng tốt, còn không có thì cũng không sao. Đúng không? Nhớ là khúc này nè, anh chị em phải đập nó xuống à, đè nó xuống à, cái khúc đó, đó quan trọng lắm. Tại vì anh chị em không đập nó xuống á, nó sẽ có cái lằn ở chỗ đó đó, anh chị em thấy không? Nó có cái lằn ở chỗ đó, anh chị em phải đập cục bột cho nó chạy xuống dưới đó, cho nó chạy xuống cái lằn. Để nó không có thấy cái lằn ở dưới, bột nó đầy ở dưới thì nó không thấy cái lằn. Nhớ không? Anh chị em phải đập cái này chỗ này nè, đó cái chỗ cái lằn màu đen nó cao á, cái lằn màu đen nó cao mà anh chị em không có đập xuống á, nó sẽ thấy cái lằn á. Cho nên phải nhớ cố gắng là phải đập nó, đập cho nó xuống, thấy chưa? Nè, nên tình yêu chỉ cho nè, cái lằn chỗ này nè, đó cái lằn chỗ này mà anh chị em không đập xuống á, tại cái chỗ này nó cao nè. Đó, anh chị em phải đập nó xuống. Nè. Ồ, bộ nail này hai em lấy 75 80 đồng em ơi, 80 đồng. Anh cắt hai màu là anh lấy 80. Còn thí dụ bên bên mọi người thì tình yêu không biết lấy bao nhiêu. Nếu mà pink and white không á là tình yêu lấy 60 đồng. 55 60 đồng, nếu móng dài thì tình yêu lấy 60. Còn móng ngắn là tình yêu lấy 55 đồng. Ví dụ như white white tip và pink and white á là tình yêu lấy 55 đồng. Đó, ví dụ cắt thêm màu nữa tình yêu lấy 80 đồng, tại vì cái màu này nó cũng hơi cực. Không? Nhớ là phải đập nó xuống nha, không đập dưới cái chỗ cái lằn này nè, đưa cục bột tới đây nè, đưa cục bột tới đây nè, thấy không, đập xuống liền, đập xuống khi nó đang còn ướt là mình đập nó xuống, đập cho nó chạy xuống dưới đó. Chứ mình đừng có ụp, mình vuốt liền là nó sẽ bị dấp dấp cái đường lằn đó, cho nên nó thấy cái lằn ở chỗ này nè. Cho nên anh chị em nhớ là phải đập nó cho nó chạy xuống dưới đó. Thấy không? Tình yêu đập cho nên không thấy cái lằn, không, nghiêng tới nghiêng lui không bao giờ thấy cái lằn. Nhớ là vậy, nhớ là mình phải đập nhau. Trời, lấy bộ tay 40, cái này lấy 40 làm cực quá em ơi, 40 nó hơi hơi
hơi rẻ. Ở Cali thì cái đó tình huy không biết. Ở Cali mà làm chắc bộ nail chắc cũng hơi hơi rẻ tiền ha. Anh mình không biết tại sao anh chị em hạ giá quá. Hạ giá quá, mình làm cực lắm anh chị em ơi. Tại vì bộ nail mình làm cực mà mình lấy giá nó rẻ quá đâu có được. Anh chị em phải lên giá. Nhớ là mình mua mấy cái sản phẩm tốt mình về mình làm mình lấy giá cao lắm. Cho lấy giá mà nó rẻ quá làm cực lắm. Mấy bộ nail này mà mình lấy mấy cái đó. Bộ nail thường của tình yêu không, tình yêu đã lấy 35 đồng rồi. Để tôi cũng chắc lại thôi. Bộ nail mà mình lấy giá rẻ quá mình làm cực lắm. Không, để tôi cũng chắc lại order qua nữa nha. Ok. Hello, hello anh Philip. Rồi, giờ giũa ha. Cái bột bản thân cái bột này nó là cực clear rồi, em đắp clear lên chi nữa em. Cái này nó là clear rồi, đâu cần đắp clear lên nữa em. Đắp lên vậy là xong rồi đó em, đâu cần clear gì nữa đâu. Đâu có làm bột clear gì nữa đâu. Ở dưới cải đóng mà không lấy, lấy cái bọc bởi vì nó khô nó cứ ngắt. Ok, giờ mình rửa ha.
mình đắp mình ráng đắp bột vô trong, mình dũa nó ít lắm, mình dũa nó thẳng là nó đâu có dũa nhiều. Thấy tình yêu đắp bột xong nó vô trong nó thẳng á, cái xíu mình không có dũa nhiều, mình dũa không cái móng nó sẽ thẳng từ trong ra ngoài nè. Đó anh chị em nhớ, ôi dạ. Nhớ là phải đắp bột cho nó thẳng nè, thấy không anh chị em, thấy tình yêu đắp bột nó thẳng không, hai bên cái cạnh này nó song song ra, nó không có bự ra, tí xíu mình dũa nó lẹ lắm, mình chỉ cần mình đưa vô mình dũa mấy đường thôi là nó sẽ thẳng. Mấy cái này á giống như hình bát quái gì. Có nhiều khách nó muốn vậy giờ sao ta, mình phải làm thôi đúng không, khách nó muốn là mình phải làm. Chứ anh chị em nói rồi lâu quá tôi không làm mà chết. Nào nghề của mình mà đa số là những người mà đi làm nail mình thấy rất là nhiều, mình nghe cũng rất là nhiều, có nhiều người là muốn vô là cái gì cũng muốn làm dễ cho mình không à, chứ không muốn làm khó. Ai cũng biết là trên xã hội này, trong cuộc sống này thì ai cái muốn cũng gì nó cũng dễ dàng, nhưng mà trong cuộc sống thì không có cái gì gọi là dễ dàng cả, đúng không? Cuộc sống mà còn không dễ dàng chỉ làm nghề phải khó khăn, phải có cái này cái kia anh chị em mới kiếm ra được tiền, chứ đâu có gì mà muốn dễ dàng. Cuộc sống mà dễ dàng thì đâu gọi là cuộc sống đâu. Rồi bây giờ xong rồi, giờ mình dũa chạy bằng cái đầu dũa nhọn nè. Anh chị em nào mà làm anh chị em chạy bằng cái đầu dũa nhọn, mở máy maximum luôn đó, mở máy maximum này dũa nè. Thấy không? Bây giờ mở máy maximum luôn. Dưới nè, nhìn ở dưới nè. Cục kê tay nè, cục kê tay nè. 10 đồng một cái, xài cả đời luôn. Mua một cái về xài cả đời luôn.
cái đầu dũa này lỡ mà mình đắp bột có tràn ra mình dũa nó cũng không sao, nó không có bị cắt đứt tay khách, không lỡ có tràn là giống như cái mấy cái móng này nó tràn chút xíu không sao hết đó. Dạ có anh, em có bán cái đầu dũa này nè, anh chị em nào muốn mua thì gọi số điện thoại giùm tình yêu nha. Anh chị em nào muốn mua thì gọi số điện thoại 832-216-7717 nha. Anh chị em nào muốn mua cái đầu dũa này nè thì gọi số điện thoại ha, 832-216-7717 ha, để order. Nếu có cho số điện thoại đó, em mới cho số điện thoại đó, 832-216-7717 nha mọi người, 832-216-7717. Đúng rồi, có bán luôn chị ơi, cái đầu dũa này em có bán luôn nha chị, em có bán lâu rồi, em bán cái đầu dũa này lâu lắm rồi. Anh chị em nào muốn mua thì gọi số điện thoại nãy tình yêu mới đưa ha. Ok, bây giờ mình dũa bằng cái đầu dũa mịn nè. Đây là cái đầu dũa mịn. À, dũa mịn nè, trước khi mình dũa là mình phải clean cái đầu này cho nó sạch. À, clean cho nó văng mấy cái bụi dơ ra, mua cái bàn chải Trà Mông này ở bên Walmart ha. Cái bàn chải Trà Mông này là mình mua nè, đó ba cái là có nhiêu tiền ta, ba cái nhiêu tiền. Ủa sao không có giá đây vậy nè, mua ba cái là về trà cho nó đã, ba cái trong Walmart á.
Ồ, khi nào có cỏ anh chưa biết em ơi, anh chưa biết khi nào có cỏ. Nó đầu dũa thì anh có rồi mà cỏ thì anh chưa có. Cỏ cỏ giờ khó kiếm em ơi, khi nào có anh sẽ báo lên Facebook ha, giờ anh chưa biết khi nào có nữa. Mình vuỗ sơ lại cái hai bên cái cạnh này nữa nè, vuỗ sơ lại cái nữa cho nó đẹp ha. Đó. Vuỗ sơ lại cho nó đẹp. Thank you.
Nhớ, nhớ là mình phải giũa sơ lại một lần nữa, rồi mình dính cái móng lên, mình dính cái móng lên trời để mình chỉnh cái xếp nha, chỉnh cái xếp đó, chỉnh cái xếp cho nó đẹp. À, tình yêu có cái lớp tháng 6 đó, anh chị em nào muốn đi học thì đăng ký ha. Tình yêu có được mười mấy người rồi, tháng 6 ngày 27, 28, 29, tình yêu có được 14 người rồi. Anh chị em nào muốn đăng ký học thì gọi ha. Lớp tháng 6, ngày 27, 28, 29. Anh chị em nào muốn có, muốn chưa biết nghề và muốn nâng cao tay nghề thì anh chị em nên đăng ký ha. Lớp tháng 6, thường anh chị em hay hỏi tình yêu trường nào có lớp á. Tình yêu có lớp tháng 6, ngày 27, 28, 29 tháng 6 ha. Anh chị em nào muốn đăng ký thì gọi số điện thoại 832-216-717 hoặc là 281-702-8760 ha. Ok, rồi, giờ tình yêu buffer. Dạ không có gì anh Tuấn, nói chung là chia sẻ cho mọi người cái gì hay thì mình học, còn cái nào dở thì mình bỏ, đúng không? Đâu có mất tiền đâu sợ, mình vô mình coi, mình học được cái gì mình học, nói chung mình học được cái gì mình kiếm được tiền thì mình học thôi, đúng không? Đâu có mất mát gì đâu sợ, đâu có ai bắt đóng tiền đâu, vô coi học được biết đâu được, có trong đây có cái gì hay, có cái gì cảm thấy hay thì mình học. Tội gì đâu có đâu mất lòng bạc mà đâu lo. Ok, go wash your hand. Rồi tình yêu sẽ bỏ top cho mọi người coi ha. Tính ra làm bộ nail đâu có lâu đâu anh em, đâu có lâu đâu, làm bộ nail rất là lẹ ha, cắt bột này kia cũng khó, mình làm cũng đâu có lâu đâu, mấy cái cách này nó dễ cho mình. Hello bạn già, hello bạn già Danny của tôi, long time no see. Sao khỏe không? Lúc này khỏe không? Lúc này tôi làm live hoài mà không thấy ông vô ủng hộ tinh thần vậy trơn. Lo kiếm tiền quá hả? Từ ngày mùa dịch thất thu quá sao mà lo kiếm tiền quá, không kiếm tôi vậy. Ok, là trước khi mình coi người ta rửa tay chưa sạch nè, đó, mình phải lấy cái giấy mình chùi. Ok. Cái giấy mình chùi cho nó sạch nè, chùi cho nó sạch, đừng có để nước nó dính ở trong đây, treo nó sẽ không last long. Ok đó. Rồi mình sơn đó, sơn nè. Chị em thấy không, khi sơn top lên nó rất là đẹp. Thấy chưa? Nhìn cái xếp của mình, nhìn cái đường cắt nó ra chuẩn lắm. Ok. Anh chị em nhớ. Ủng hộ là phải vô thường xuyên nghe không? Ủng hộ mà lâu lâu mới vô là không được à. Ủng hộ là phải vô every time. Đó, hát karaoke cũng phải vô ủng hộ. Ngày nào phải canh chứ.
Vậy hả? Xài mới có 20 hũ hả? Một phút đi nè. Xài mới có 20 hũ rồi ráng xài thêm 36. Rồi mua thêm 60, 64 hũ nữa cho chẳng 100 nghe không? Mua có 36 hũ mà xài 20 hũ rồi xài làm sao mà phải xài cho nhiều lên. Xài phải xài làm sao mà xài cỡ 36 hết hũ rồi, rồi mua thêm 64 hũ nữa cho chẳng 100. Nhớ không? Anh giờ em thấy không nè, đó ra là nhức cái nách luôn, mới vẫn chơi nè. Đó, nhìn lại nè, nhìn lại cái tay nè, khi mình đặt lại nè, đó cái tay nè đặt lại nè, đó thấy nó đều không? Ai nói nó không đều đâu, ai nói nó bị méo gì đâu, mình đâu có thấy nó bị méo đâu mọi người. Đó thấy không, nó thẳng nè, đâu có bị gì đâu. Chắc có lẽ người ta mới nhìn chưa có quen đó. Bây giờ mình bỏ dầu lên cho người ta nè, đó bỏ dầu nè. Mọi người thấy đẹp không? Đẹp là phải cho vài trái tim đi. Ừ. Cho vài trái tim bay phơi phới. Hello. Hi. You call? Yeah. 12 o'clock? Yes. Ok. Mấy bạn có muốn mình like nữa không? Mấy bạn có muốn mình like nữa không? Mình like cho mấy bạn coi. Hôm nay làm bộ nail design nè. Đó. Đẹp chưa? Nhìn ghiền không? Ghiền bà cố luôn. Vì mà nói là không đẹp, ai nói cắt không đều đâu, đều từng ngón một luôn chứ không đều gì. Đừng từng ngón luôn cho mấy bạn biết, đều từng ngón luôn cho mấy bạn biết nè, thấy chưa? Cái nét cắt nó đều từng cái luôn. Rồi, like tiếp đi liền ha, bạn già ghê lắm. Đừng để tôi dụ nha, đừng để tôi dụ nha. Mấy bộ nail này anh chị em thấy nó đơn giản, nhưng mà thật sự ra mình làm rất là lẹ đúng không? Tiếng ngoài lấy 80 đồng, ngon lành. Ok, rồi. Nói chung là những bộ nail này anh chị em coi đi rồi mình sẽ... Nó rất là đẹp ha. Anh chị em mấy cái bàn tay này nhớ giũa cho nó thẳng. Ok. Rồi, chúc anh chị em một ngày thật là vui vẻ nha. Bye mọi người nha.